Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên ứng dụng Facebook Messenger, đó là hướng dẫn cho các bạn cách xem tin nhắn chờ bị ẩn trên Facebook Messenger. Tin nhắn chờ trên Facebook Messenger là những tin nhắn từ người lạ chưa được kết bạn qua Facebook gửi cho bạn. Thì khi mới gửi tới thì bạn sẽ không được nhận thông báo. Tuy nhiên nếu bạn bỏ qua hoặc xóa thông báo thì tin nhắn sẽ bị ẩn đi. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem tin nhắn chờ bị ẩn trên Messenger thông qua điện thoại. Thì đầu tiên các bạn hãy mở ứng dụng Facebook Messenger lên. Tiếp theo các bạn hãy truy cập vào trang cá nhân bằng cách nhấn vào biểu tượng avatar ở phía trên góc trái màn hình điện thoại, các bạn hãy nhấn vào. Thì tiếp theo các bạn có thể thấy thì có dòng chữ tin nhắn đang chờ thì các bạn hãy bấm vào. Thì các bạn hãy lựa chọn vào những cái mục mà bạn muốn xem. Ví dụ như mình sẽ thử vào spam thử có tin nhắn nào hay không nha. Thì như các bạn có thể thấy đó, những cái tin nhắn đang ở vào mục spam. Thì như vậy là chỉ vài bước đơn giản bạn đã có thể xem tin nhắn chờ trên Facebook Messenger trên điện thoại rồi. Thì nếu có thắc mắc gì các bạn có thể bình luận ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn.